Ở khu dân cư này, người ta đã khá quen thuộc với hình ảnh một ông già người Nhật cứ mỗi chiều lại đi bộ sang bên kia đường để vào khu chợ xếp. Trên tuyến đường Ngô Quyền, xe cộ qua lại đông đúc nên mỗi khi qua đường, ông đều lộ vẻ căng thẳng. Ông chính là giáo sư tiến sĩ Takahashi Yoshiaki đến từ Nhật Bản, đang giảng dạy tình nguyện ở trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 7 ngàn. Bao ngàn? 7 ngàn. 7 ngàn.私は学生時代から留学時代と一人で生活することが多かったので料理をすることは全く問題ないです。で、朝は私はだいたい 6時頃起きますから、だいたい朝ごはんは自分で作ってます。で、夜だけうちの奥さんが作ってくれます。 Giáo sư tiến sĩ Takahashi từng là giáo sư thực thụ của trường đại học Chuo, Nhật Bản. Năm 2000, lần đầu tiên giáo sư Takahashi sang Việt Nam theo một nhóm nghiên cứu. Sau đó, mỗi năm, ông lại sang Việt Nam từ 1 đến 2 tháng để tham gia giảng dạy tình nguyện ở một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giáo sư Takahashi kể, ông từng đi thăm 43 quốc gia trên thế giới, nhưng Việt Nam là nơi ông muốn dừng lại lâu dài khi về hưu. Thế là năm 2013, sau khi nghỉ ở Đại học Chuo, giáo sư Takahashi đã tình nguyện sang Việt Nam và được Đại học Đà Nẵng mời về giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế. Giáo sư Takahashi vừa mới tặng cho Đại học Đà Nẵng hơn 5.000 cuốn sách, chủ yếu là sách về kinh tế và quản trị kinh doanh. Sáng nay là buổi lễ trao tặng sách của giáo sư cho Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Thầy có hai câu nói mà cho đến giờ này tôi vẫn nhớ mãi. Khi mà thầy nói thì thầy đặt tay lên trái tim của mình. Và thầy nói một cái câu là Đà Nẵng là quê hương thứ hai của tôi. Thì khi nghe xong cái câu nói này thì tôi rất là xúc động. Thầy chia sẻ với tôi, thầy nói là với đặc thù của thành phố Đà Nẵng thì Đà Nẵng cần phải bảo tồn và đầu tư phát triển nhiều hơn nữa về mặt văn hóa. Và thư viện là một cái nơi đóng vai trò rất là quan trọng. Tôi hôm nay đến kinh tế học để xem Takahashi Kizou's cuốn sách này và tôi rất là vui. Nhật Bản có nhiều con chó, nhiều con chó có tiền. という言葉がありまして、猫はお金をもらっても何にも喜ばない。お魚の方が喜びますよね。
で、ですけども本というのはただ置いてあるだけでは何の意味を持たない。で、それを読んでくれる方にのそばにあることが図書っていうのは一番喜ぶと思うんですね。うん、だから大学1年生、2年生、3年生の頃っていうのは私は小説をたくさん読みましたから、うん、小説をたくさん読みましたから、お金がなかったのでアルバイトをして、家庭教師を週 5回やりました。それで合わせると、1万3000円ぐらい のアルバイト料で、だいたい当時の高校での女子学生が約1万3000円ぐらいの給料でした。アルバイトの3分の2は本来を使ったので、本は私の命の次に大事なもので、これがこの参考書があったから私はそれなりの研究者になれたというふうに思います。奨学金というのは研究をしたい、しかしお金がないという人に対して大きな役割を果たすので、私も将来、ベトナムの貧乏な学生のために奨学金を考えてるんです。これは単なる可能性ではなくて、実際に退職金がかなりのお金もらいましたので、まあ、その3分の1ぐらいの金額ですけども、約10万ドルに近い金額を考えてるんですね。ただそれをどうやってその貧乏な学生で優秀な学生に奨学金を行くようにするかということを、どういう資金を作るかということで今いろいろ考えてるんです。Thì mình thấy thầy rất là tâm huyết với việc đào tạo, giáo dục đào tạo cho Việt Nam. Bởi vì theo mình biết thì thông thường nhiều giáo sư Nhật sau khi mà về hưu thì thường họ sẽ tiếp tục làm, họ sẽ tiếp tục đi dạy cho các cái trường đại học khác ở Nhật. Thì mình cũng có hỏi thầy là thế vì sao thầy không ở lại Nhật để làm cái việc giống như các thầy Nhật khác như thế. Thì thầy nói là thầy có làm như thế thì cũng sẽ là đóng góp cho Nhật Bản thôi. Và...những cái người mà cần cái sự đóng góp đấy của thầy ở Nhật Bản sẽ không nhiều bằng là thầy sang Việt Nam và dạy cho Việt Nam, thì cái cùng là một cái công đóng góp đó, nhưng mà cái số lượng người được hưởng thụ nó sẽ nhiều hơn. Các giảng viên trẻ ở Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng luôn được giáo sư Takahashi tiếp thêm nguồn năng lượng, phương pháp nghiên cứu mới và sự nỗ lực tận tâm với nghề.Khi còn là giáo sư ở trường đại học Chuo, Nhật Bản, ông cũng đã trực tiếp hướng dẫn cho nhiều du học sinh Việt Nam làm luận án tiến sĩ. Trong đó có tiến sĩ Trịnh Thúy Hường, người đang phiên dịch cho ông và giúp ông nhiều việc khó khăn khi ở Việt Nam. Đối với giáo sư Takahashi, việc gần gũi với sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa là một trong những điều hết sức cần thiết. Qua đó, thầy trò hiểu nhau hơn. Thầy có thể kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn mà các bạn trẻ thường gặp phải.Truyền cho các bạn trẻ nguồn cảm hứng học tập và nghiên cứu về sau. Đà Nẵng thì là Đà Nẵng thì là 海もあるし川もあるし山もある。で、稚内、稚内も海、稚内という町から海まで。いやだから稚内から40分ぐらいのところの塩別という小さな町なんですけども、そこが海があり川があり山があるんですね。でダナンが非常にその点では、決して同じとは言えませんが、その川と山と海があるという点では同じなもんですから、ダナンの海へ行ったり川を渡る時になると私の町を思い出すんです。Khi đến Việt Nam lần đầu năm 2000, người đón giáo sư Takahashi là tiến sĩ Trần Văn Nam, nay là giám đốc Đại học Đà Nẵng. Sau này, mỗi khi đến và về, ông đều đến từ giã người bạn này.
次回将来たらダナン大学の名誉教授に。いや私ね、はい、私ね自分でねあんまりそういうことにあんまり関心持たないんだけども、ダナン大学の名誉教授ということであれば私嬉しいなと思うよ。やっぱいいですか。はい、はい、ぜひね先生の日本人の初めてで。そうそう、はい。Yoshi Yoshiaki Takahashi là một trong những giáo sư hàng đầu của Nhật Bản về kinh tế và quản trị kinh doanh. Cho nên thầy rất là có nhiều kinh nghiệm để đào tạo ra nhiều cái thế hệ sinh viên của Nhật Bản. Rồi sau đó là người ta đã cống hiến, đã đóng góp cho cái sự phát triển một cách thần kỳ cho nền kinh tế Nhật Bản như ngày hôm nay. Cũng có nhiều cái duyên cơ gặp gỡ của thầy trong các hội nghị, thì tôi cũng có mời thầy về thăm Đà Nẵng, và phải là thầy về Đà Nẵng rồi tham quan Đà Nẵng, tham quan Hội An. Thầy có rất có cảm tình với cái thành phố năng động này. Rồi càng ngày Đà Nẵng càng phát triển lên thì thầy cũng đi đến nhiều. Và sau khi thầy nghỉ giảng dạy ở bên Đại học Chuo, tức là nghỉ giáo sư thực thụ, thì thầy quyết định là sang Đà Nẵng để mà giúp đỡ cho Đại học Đà Nẵng chúng tôi trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực quản trị kinh doanh. Mỗi buổi chiều, người ta lại hay thấy một ông già người Nhật tản bộ ra biển. Giáo sư Takahashi yêu thành phố Đà Nẵng cũng vì cảnh trí rất giống với miền Bắc Nhật Bản quê hương ông, nơi mà ông đã sớm rời xa từ hồi trung học. Ông kể, mỗi khi ra biển Đà Nẵng, ông lại nhớ về quê hương, nhớ về một thời ấu thơ bên mẹ.